giáo phận Phú Cường, chương trình muối men cho đời chuyên đề. Vào thứ Năm ngày 23 tháng 11 năm 2017, Ban truyền thông giáo phận Phú Cường đã tổ chức chương trình chuyên đề với tên gọi Muối men cho đời. Chủ đề của lần này là Việc đón chờ Chúa đến theo giáo hội và xã hội. Chuyên đề này giải thích về phong trào sứ điệp từ trời, nhằm củng cố đời sống đức tin cho cộng đoàn dân chúa, chuẩn bị bước vào sống tâm tình mùa vọng. Chương trình chuyên đề được tổ chức tại hội trường nhà chung, tòa giám mục Phú Cường vào lúc 19 giờ 30 phút. Hiện diện trong chương trình có Đức Cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo Phận Phú Cường, Cha An Tôn Hà Văn Minh, Hạt trưởng Hạt Phú Cường, Cha Mikae Hoàng Đô Đốc, Giám tỉnh dòng thừa sai Đức Tin, Cha Doan Bao Ti Phạm Quý Trọng, Giám đốc nhà chung. Ngoài ra, còn có quý cha trong giáo phận, quý sơ, quý khách và đông đảo bà con giáo dân. Sau bài hát mở đầu, hãy tỉnh thức của linh mục thái nguyên do các bạn trẻ đến từ các giáo sứ trong giáo phận trình bày linh mục phê -rô trần quang ngữ giới thiệu thành phần tham dự và mời đức cha du xe nguyễn tấn tước chủ tịch ủy ban truyền thông xã hội trực thuộc hội đồng giám mục việt nam lên tuyên bố khai mạc chương trình và hôm nay thì đặc biệt thêm có một cái chương trình À, mang cái tính chuyên đề à, cũng để nhằm à, giúp cho à, người tín hữu trong bối cảnh xã hội hôm nay chúng ta sống với cái tinh thần và trong ánh sáng à, mà chúa qua giáo hội cũng muốn soi sáng hướng dẫn cho chúng ta cho nên à, chính trong ý hướng đó tôi rất là hân hoan để tuyên bố khai mạc cho cái chương trình muối men cho đời mang tính chuyên đề ngày hôm nay xuyên suốt chương trình chị maria nguyễn ngọc hiếu đến từ giáo sứ bến sắn đã đặt ra một số câu hỏi liên quan đến sứ điệp từ trời một vấn đề nổi bật và rất được chú ý hiện nay vấn đề này được cha an tôn hà văn minh giải thích và trưng dẫn cho mọi người hiểu hơn về phong trào mang tên sứ điệp từ trời cha đã giúp mọi người nhận ra những sai phạm nghiêm trọng trong phong trào này qua đó mọi người có thể nhận ra những sứ điệp sai lạc đó để không tiếp cận cũng như phổ biến nó xen lẫn với những câu hỏi của chị ngọc hiếu là các ca khúc trong đời do cha du xe nguyễn phong sương phó sứ chánh tòa và lời kinh hòa bình do ca sĩ Teresa Lại Thị Hồng Vân đến từ giáo sứ Chánh Tòa trình bày đã giúp cho mọi người trong hội trường được thư giãn và có thêm tâm tình để tìm hiểu về nội dung của chuyên đề hôm nay. Trong dịp này, cha Phaolô Hoàng Mạnh Huy, phó ban truyền thông giáo phận Phú Cường, cũng đã trình bày những kế hoạch sắp tới của ban truyền thông giáo phận Phú Cường. Sắp tới, vào ngày 1 tháng 2 năm 2018 sẽ là chương trình chuyên đề Muối men cho đời với chủ đề Đệm đàn và hát thánh ca trong phụng vụ. Ngoài Muối men cho đời chuyên đề, ban truyền thông còn có những kế hoạch nổi bật khác để giúp cho việc truyền thông lời Chúa như Muối men cho đời thánh ca Muối men cho đời karaoke. Muối men cho đời thời sự. Với ca khúc Để Chúa Đến do Linh Mục Ti Tô Trần Nguyên Lãm và ứng sinh dự bị Simon Đỗ Cao Thắng trình bày đã kết thúc chương trình trong tâm tình tri ân và cảm tạ Thiên Chúa. Ước mong rằng mọi cố gắng của ban truyền thông sẽ trở nên muối và men trong cuộc sống hàng ngày. Mời các bạn đón xem chương trình chi tiết trên website giáo phận phú cường org hoặc trên youtube của ban truyền thông giáo phận phú cường